Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ review cái vàng TD Acoustic T9 Luxury. Con này thì hôm qua em có mời ca sĩ đến hát thử và thấy khá ok. Nhưng mà đến lúc em cầm ấy nên em hát thử cũng quái lạ, sao nó có độ trễ gớm như thế này. Mặc dù là đứng cách loa có vào gần 1 mét thôi nhưng có một cái độ trễ kinh khủng luôn. Hôm nay bắt đầu em sẽ phân tích, giải thích rõ là những cái loại vang cơ đời mới này nó có một độ trễ như thế nào mà nhiều các bác không bao giờ dám nói. Bởi vì nói là ảnh hưởng đến cái thương hiệu, và ảnh hưởng đến thương hiệu công ty nó sẽ bị ảnh hưởng, mà công ty ảnh hưởng là sẽ không bán được hàng. Hôm nay em sử dụng thiết bị đo ở đây là thiết bị tiêu chuẩn, nhưng bên em vẫn đang làm phân tần và đo RTE các cái, là sử dụng một chiếc sao card Fisonders Serial 2/6 USB, một chiếc máy tính có cài phần mềm Smart V7 Crack nhá, Crack, nhưng mà tí nữa em sẽ chỉ cho các bác. Một chiếc TD Acoustic T9 Luxury sử dụng thông tín hiệu đây, nên em dùng dây tín hiệu cơ bản để gọi là có được cái chất tiếng và không cần quá nhiều, để các bác hình dung nhá. Nó đơn giản này thôi. Thì đây là thông tín hiệu này, tín hiệu trực tiếp từ những cái dây này này, nó sẽ cắm qua cửa headphone đằng sau vào đây và cửa này, và cái dây này thì nó sẽ nhận vào cái dây đường nai 1 ở đây. Thì bây giờ là trên máy tính này, các bác nhìn này, hình dung trên này, trên máy tính này thì tín hiệu ban thông ở đây là em đang để là 20Hz đến 20kHz. Các bác nhìn thấy cái đường chỉ xanh không? Đây đường pha này, không va nhá, đường thông số đáp tuyến Mavic này, đây này, track tức là kiểm tra độ trễ là 0 mili giây, được chưa? Đấy, đây là thông tín hiệu nhá, tín hiệu từ máy tính qua sau cạc xuất thẳng vào sau cạc luôn là 0. Đấy, tức là độ trễ là bằng 0 và chính xác 100%. Bây giờ em sẽ cắm vào kia đường input 1 và đường output thì em lấy ở mid N, cỡ mid N. Đây, cái cắm cỡ mid N thì sẽ vặn volume lên, đây là bass chung tép của phần nhạc là để nguyên bản, không có chỉnh thêm. Và đây thông số là sau khi qua chiếc vang này. Đấy, em đang nắn ở đây để các bác nhìn này. Như tín hiệu nguyên bản bằng gốc mà không có độ trễ ấy, thì là check đến đây nó sẽ bằng 0 và nó cái thông số điểm này nó không có vạch đỏ thì là chính xác, hoặc là có nhưng không đáng kể. Bây giờ em sẽ check thì nó hiển thị lên là 4.73 mili giây, và cái đường pha thì nó nhảy một phát từ 0 độ nhé, nó nhảy phát 150 độ này, 150 độ này. À, bây giờ check đường pha thì nó vào trừ 177, 118, 119. Đấy, tức là nôm na pha nó bị ngược 180 độ về đường pha. Như vậy là con này không ổn về phần nhạc, nhạc đã không ổn rồi, pha nó còn ngược. Mới thứ hai là thông số đáp tuyến này, từ 20Hz đến đoạn nhú trên này là 99Hz mà nó bị cộng lên, nó bị sai lệch như này, thì liệu các bác nghe như thế nào? Bây giờ em sẽ sử dụng một cái tô vít hai cạnh đây để chỉnh cái Normin 2 ở trên này. Em giảm bass này thì là giải bass nó có giảm và pha nó sẽ nhảy, đấy là cái chắc chắn rồi, để cân bằng lại bass nhé. Giảm chung này thì giải trung âm nó cũng sẽ giảm và pha nó cũng nhảy. Đấy, nên giải tép này, đây nha, giải tép này, giảm tép này, tép nó cũng giảm, thấy chưa, mà giảm mạnh luôn ý. Để cân bằng về không này, cân bằng về không thì nó như thế này. Đấy, tức là các bác nhìn cái thông số đáp tuyến đây nhá, đang em đang để max mode là 1.3 1/3, em để là 48 luôn, 1.48 luôn, pha 1/48 luôn. Em sẽ chỉnh cái giải tép lên, chỉnh hết lên này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, tép đá vang ngược lên. À, trên đây thì cộng 6 ghi, trên này là có cộng 6 thôi mà vặn một phát lên là cộng tận 24 sao ấy, hết cỡ luôn. Vì cái ban chỉnh thế này này, ban chỉnh trên đây các bác nhìn nhá. Đấy, như này là cộng 18 luôn này, cộng 18 luôn này, thấy chưa. Như này thông số ấy, anh em nào bên hãng ấy, ghi nó chính xác vào chứ không phải là cộng 6 trừ 6 đâu, mà đây cộng 18 luôn rồi. Đấy, thì bây giờ ví dụ chỉnh lại cái bass này, vặn giảm hết cỡ đi xem nó trừ bao nhiêu.
Bát thì là chỉ hỗ trừ khoảng tầm 12 thôi. Thế bây giờ để là không đi, để cân bằng về không đi. Đấy, xong rồi chúng ta chờ một lúc nữa sẽ vặn lên. Ok nhá, bây giờ sẽ vặn bát hết tầm lên này, xem nó lên được bao nhiêu. Bát thì cũng chỉ cộng có 12. Rồi, ok, xong vặn bát đến phần trung âm. Bát cộng trừ 12 nhá, nhưng mà trên đây là ghi cộng trừ 6 này. Trung âm này, giảm đi này, xem cộng trừ bao nhiêu. Giảm đi thì có đúng, trung âm thì trừ 6. Rồi, để cân bằng về giữa nhá. Đấy. Rồi, xong bắt đầu là vặn cái trung âm của phần nhạc này này. Bao nhiêu? Có vào cộng 6, tức là đạt tiêu chuẩn trung âm, đạt tiêu chuẩn bát bị hụt. Bát bị hụt và tép đi, siêu hụt rồi. Tép vặn hết tầm này này thì nó cộng tận. Đây, các bác nhìn cái dB này. Đấy. Cộng 18, cộng 20, nhưng mà chuyện đùa đâu. Thôi được rồi, chúng ta sẽ bỏ qua phần nhạc. Phần music vào nó bị delay 4.73 ms. Pha bị ngược 180 độ. Chấp nhận, bỏ qua. Bây giờ em sẽ lấy một cái dây đặc biệt nữa để cắm cái đường tín hiệu của cái sao cạc này vào, đường input của phần mic, và check tín hiệu xem thông số các cái ban chỉnh trên đây nó có chính xác không nhé. Bởi vì hôm qua em chỉnh, em biết nó rú tầm nào rồi mà em chỉnh nó không có tác dụng gì cả. Đấy, tải thật. Biết nó rú tầm nào, trên đây có ban chỉnh vào đúng chưa? Đúng rồi, đây nó 2.5 trên đây mà cuối cùng chỉnh cái 2.5 chẳng có tác dụng gì cả. Em bắt đầu hôm nay là phải làm một cái video như thế này. Đây, để các bác xem. Bây giờ em sẽ lấy một cái dây đặc biệt nữa để cắm này rớt từ đường output vào đường in, và sẽ check thử cho các bác xem nhé. Ok, sau đây là cái dây này insert này em cắm ở đây này. Và các bác để ý là các cái ban chỉnh ở đây này. Tần số 57, 134, 400, 1 ký, 2 ký, 6.3, 16 ký là đang để là khá là ổn định nhá. Còn đây là norm min 2 của effect thì không nói. Ban cân bằng. Reverb này. Còn đây là hai cái phép, tức là hai cái giới hạn âm lượng của nhạc và mic. Không chỉnh. Effect, echo, các cái này em sẽ giảm hết. Echo là sẽ để bật, không để tắt. Đấy, và tín hiệu đọc vào như thế này. Ok, thì volume mic đây này, đây này, volume này là đang để là không nhá. Và em sẽ chỉnh cho nó. Đấy, vừa vừa thôi. Thì đây là thông số của mic, tờ đo đáp tuyến của mic ấy. Mic theo kiểu là như nào? Mic theo kiểu là cắm tín hiệu từ mic vào đây, vào luôn cái phần này, chỉnh mic trên đây. Em sẽ giải thích cho bác. Hôm qua em chỉnh rồi em không ưng lắm. Mic thì được cái điểm tuyệt đối là fit delay nó sẽ bằng track bằng 0, tức là độ trễ của mic các cái là nó sẽ gần như không có độ trễ. Đấy. Và pha thì nó có thay đổi và cái thông số đáp tuyến các bác nhìn này. -3 tại giải siêu trầm này. Trung âm từ 125 đến 500 này. Trung từ 500 đến 2 ký này. Khoảng 2 ký bắt đầu nó đá vang ngược lên cộng 3 lên trên này. Đấy. Như này là đang bị nịnh tép này. Pha thì ok, chúng ta có thể chấp nhận được. Đấy. Về cái phần giải siêu cao này thì con này là gần như cái vang nào nó cũng phải đá từ cái đoạn là 2 ký đến 16 ký này là đá vang ngược lên để lấy cái tiếng nời tiếng tép nịnh tiếng cho người hát. Em sẽ chọc cái tô vít vào cần 57Hz và em sẽ vặn. Đây là cần này nó ghi là 57Hz, các bác nhìn thấy không? Em sẽ vặn giảm đi này. Nào xem nó giảm bao nhiêu. Giảm 57Hz mà ở đây nó nhảy sang là bao nhiêu? 64Hz, 63, 64Hz hay 65Hz. Đây là cần số 1 sai rồi nhá. Cần này thì ghi trên đây là -6 dB, mà đây là các bác nhìn này. Nó đang là -16 dB chứ không phải là 6 dB nữa. Này quá nhiều. Quá luôn các bạn ạ. Em chỉ giảm thôi chứ không có dùng cái tăng. Tiếp theo là cần 143Hz này. Giảm hết cỡ. À chồng cần 134Hz. Giảm hết cỡ thì là nó 134Hz thì lại sang 91Hz. Tài thật. Ok. Bỏ qua luôn đi. Cần 400Hz. Giảm hết cỡ xem nào. Cần 400Hz thì nó lại nhảy sang 210 nhé. Úi trời ơi, chết tội rồi. Mà cũng trừ tận 12, trừ 13 dB. Mà trên đây ghi nó cũng trừ 6 thôi. Các sếp làm chính xác tí vào. Đây là cần 1 ký này. Cần này là cực kỳ quan trọng này. Giảm cái cần 1 ký thì nó sẽ là bao nhiêu?
giảm cân 1 ký thì nó lại ra là 347 em. Ôi trời, trời chết rồi. Bỏ toang rồi. Cần 2.5 ký, giảm 2.5 thì nó lại chính xác là 2.51, 500 bao nhiêu, 535 hết, 531, 535 hết. Đấy, cái cần 295 thì nó sẽ về 500. Đấy, nó cần 6 ký 3 này. Cái cần này cần 6 ký 3. Ô thì nó lại về đúng 1 ký. Tải chưa? Đấy, cần 6 ký 3 thì lại về đúng 1 ký. Chết rồi. Đấy, đúng 1 ký này nhá. Các bác nhìn đi nhá, không lại bảo em nói điêu đi. Bây giờ cái cần cao nhất là cần 16 kiểu hét, em giảm trừ này. Giảm trừ thì nó HP NPF luôn. Các bác nhìn này, giảm trừ cái là NPF luôn này. Lấy mẫu là 16 kiểu hét nhá, trừ 2.3 decibel. Để về 0 này. Thì nó lại lên. Đấy. Tăng lên thì không biết nó có lên nữa không? Chắc là lên nhiều, tăng lên này. Ui đá văng ngược lên. Thôi 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 thôi, toang rồi. Thật ra cái cần 16 ký này không quan trọng lắm đâu. Nhưng mà em thấy thế này này, các cái cần này nó đang bị sai lệch quá nhiều. Nó đúng sao? Sai lệch cũng phải gọi là quá nhiều luôn. Cái từ quá chỉ dùng trong những chữ sai. Mà cái sai mà lại dùng thêm cái từ quá. Thì trên đây là tổng quan về cái phần các giải cần cân chỉnh của mic. Thì thấy nó khá là ổn. Còn cái phần delay ý, delay do phần nhạc ý, thì em nghĩ là chắc nó do cái boss đi trên đây, nó có một con IC điều khiển, nó cấp nguồn và chia tín hiệu đường vào, chọn tín hiệu đầu vào của cửa AUX 1, AUX 2, Optica, cáp quang, Bluetooth. Trên cái bo này thì chắc nó có vấn đề, hoặc là bo này nó không được cân chỉnh chính xác tuyệt đối nên nó có độ trễ và delay nên đến tận là 4 chấm bao nhiêu milli, tức là nó vào hơn 1 mét, 3.43 milli đã tương đương với 1 mét tiêu chuẩn rồi. Đấy, thì đây là cái thông số các bác xem này. Nói chung là cũng tạm được thôi. Thật ra cái vang này em không đánh giá cao về phần chất âm chất nhạc lắm. Tiếng mic thì gọi là tạm thôi. Nhưng còn mic mà nói thẳng các bác, mic để như này không chỉnh được. Đây. Em thường thường em hay chỉnh như này này. Cần 57 Hz này em giảm hết tầm này, cầm 134 Hz này em cũng giảm khá khá này. Đấy cũng có giảm 2 ký đôi thì nó sẽ trừ được cái giải 63 Hz. Đấy. Thế bây giờ giảm nốt 134 Hz này. À các bác nhìn này. Như thế này thì hát cái gì? Cái đáp tuyến nó như thế này thì hát cái gì, đúng không ạ? Thì đây là đánh giá khách quan về cái sản phẩm. Mà cũng phân tích nỗi luôn cho mấy anh em bên nhà hãng nhé. Cần xử lý các sản phẩm đời sau này. Không phải có một mình cái thương hiệu TD này đâu mà em review, mà sắp tới em sẽ review gần như toàn bộ các sản phẩm khác. Đánh giá khách quan. Và cái video đăng lên thì nhiều người ghét à, nên là video này đăng lên cái là TD gọi điện cho em ngay. Nhưng đây là hàng của khách đã có kích hoạt bảo hành. Đây là tem bảo hành. Hàng vẫn còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, tem bảo hành vẫn còn hạn sử dụng luôn. Vẫn còn trong thời gian bảo hành. Nhưng mà lỗi như này là không phải do là lỗi của nhà máy, mà đây là nhà máy họ làm sai. Nhưng ghi trên đây cũng sai luôn. Như vậy thì không ổn nhá, không ổn đâu. Anh em làm thế là kén khách đấy. Đây là khách quan mà nói nhá. Ok, video đến đây là tạm thời kết thúc. Anh em có khen, có chê, có mắng, có chửi thì tùy nhá.